Xin chào các bác. Hôm nay thì em lên cho các một bộ dàn Onkyo. Ở đây em lên cho cả là bộ Onkyo X7A. Cục X7 và loại X7A. Vâng. Mình trước thì qua nhìn qua này. Tuyệt vời nhá. Tức là sau ở một con hàng bãi thì em thấy là bộ này là về quán là tuyệt vời đấy. Bộ này thì các bác có thể kết nối được với cả Smart TV này, thông qua đường quang này, kết nối với điện thoại thông qua đường AV này, hoặc máy tính thông qua đường AV này, rất là tiện. Đấy, về công suất của loa thì là 70W một loa, trở kháng từ trước là 5 ohm. Với cái bộ dàn này thì các bác có thể là nghe trong phòng khách và phòng ngủ, với cái diện tích không gian từ 25 hoặc là có thể là hơn 25 một chút cũng được, đổ lại là nghe rất là vô tư. Đấy. Màn hình hiển thị đó là màn hình chữ màu vàng quắc vàng nha các bác nhé. Loa được trang bị ở đây là bát 13 đấy, màng carbon, lón cao su, gân cao su. Bát 13 từ bọc giảm nhiễu các bác nhé, từ được bọc giảm nhiễu. Đấy. Test của dòng này nó là dòng chép đom các bạn, vâng, nó là dòng chép đom. Về kích thước của vỏ loa này, vỏ ở đây là vỏ rộng 16 này, sâu là 23 này, và cao này là 27 này, đấy là kích thước của vỏ này. Còn vỏ cục thì là rộng là 20 này, sâu là chiều sâu từ trong kia ra đây là 32.5 và cao này là 15. Và nếu mà tổng thể của bộ dàn nhá, tức là em cây này thì cách nhau là 1/2, tức là loa cách cục là 1/2 đấy, thì tổng thể của nó thì rơi khoảng là 55 đấy. Còn về các bác có thể kê làm sao cho nó phù hợp nhé. Ở đây em kê như này thì để các bác vừa dễ nhìn mà kê như này nhìn nó cũng rất là đẹp. Vâng, giá của bộ dàn này thì em bán phần chính là để kết nối với cả điện thoại và máy tính. Đấy, còn CD thì em không bao chạy nhé. Đấy. Thì giá của bộ này thì vâng là 1.870.000 thôi nhé. Vâng, 1.870.000 cho bộ sản phẩm có Onkyo này. Đấy, thì mọi thông tin liên hệ thì gọi cho em qua số 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682 nhé. Với những bộ dàn này thì em thật các bác là các bác nghe nó còn sướng hơn loa vi tính nhiều. Cái dàn vi tính thì không có cửa so với chiếc ngoài được ạ. Bởi vì đây là hàng nội địa của Nhật nên sử dụng nó rất là thích. Vâng, sau đây em sẽ lên bản nhạc để các bác nghe thử này. Hiện tại thì em đang kết nối đây là kết nối với cả máy tính của Nhật. Chưa yêu lần nào biết xa làm sao, biết trong tình yêu như thế nào, sông sâu là bao, nào đó được đâu lòng người ta, ai biết có dài lâu. Qua bao thời gian sống trong bình an, lời chưa nhận lệnh tiến công. Sao thằng em đã cướp cò? Alibas từ Mỹ, hiệu quả an toàn bền vững, khai hỏa liên hoàn. Alibas lên đời thằng em. Điều inspire năm. Mưa nắng hai mùa nhọc nhằn như
nhá. Còn các mà muốn nghe đường quang thì chỉ việc chuyển cho về đường quang là được nhá. Đấy, chuyển về đây, ở đây là có input này. Có chuyển về chế độ digital chính là cổng quang này. Đấy. Rất là dễ thôi nhá. Xa nhau đã cách xa rồi, ta đã xa cách lâu rồi. Thì thôi em nhé, dù thương yêu hay đau cũng thế thôi. Ngày êm đêm cũ người ơi, kỷ niệm hai đứa anh xin em tìm làng quê. Từ khi vào lính rồi lành xa cuộc vui, ngày nào toàn câu gian dối. Tôi mãi chưa quên lời ai nói yêu tôi rồi, mà lòng người thường hay thay đổi. Đời linh còn nghĩ gì, ước mơ làm chi, một lần buồn chưa bối xóa. Quê cũ ghi bao tình, tôi mến đêm trăng rằm, mộng ngày hiền hòa bên mái tranh. Năm xưa tôi nhớ nơi này qua một đêm gió mưa nhiều. Lời đau ta rót vào tim nhau trong mê biết nói sao. Nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi, còn thương nhau nhé xin quên đi ngày đã qua. Lành xa cuộc vui, ngày nào toàn câu gian dối. Tôi mãi chưa quên lời ai nói yêu tôi rồi, mà lòng người thường hay thay đổi. Đời linh còn nghĩ gì, ước mơ làm chi, một lần buồn chưa bối xóa. Quê cũ ghi bao tình, tôi mến đêm trăng rằm, mong ngày hiền hòa bên mái tranh. Năm xưa tôi nhớ nơi này qua một đêm gió mưa nhiều. Lời đau ta rót vào tim nhau trong mê biết nói sao. Từ đó chúng ta người mỗi nơi tìm lối yên vui rồi, nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi, còn thương nhau nhé xin quên đi ngày đã qua. Nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng.
vừa rồi là các bác được nghe qua cái chất âm của cái bộ dàn này nhá. Đấy, giá thêm công bố rồi và hình thức thì các bác nhìn qua rồi, chất âm các bác cũng được nghe luôn rồi. Đấy thì mọi thông tin cứ liên hệ trực tiếp cho em nhé. Vâng, em xin chào và kết thúc video tại đây.